kéo lại nếm cái đuôi cũ không? Mày coi. Bay luôn kìa. Má đẹp quá chứ. Đâu cháy được đó, cái giò đó. Tôi kéo lại là nếm cái đuôi luôn. Rồi hai con chỗ. Nắm đuôi đi. Lâu rồi mà bắt không kịp cá rồi đi với cái 12 giờ. Ôi, cái dầu bự. Mấy giờ chứ mày nói trời? 9 giờ. 3 tiếng đồng hồ nữa. Đủ ở đây cũng ngoài nè. Ôi luôn hết chứ. Chua quán được 14 triệu là đủ để mẹ lỡ rồi. Nãy đi về nhà có thấy đu đủ nó có mỗi dịch chính nào. Tôi là chiều tôi tới nhà liền á, tôi lại lạ vậy đó. Bác sĩ này kỹ quá. Nó chơi với chơi mà nãy ừ. Con trái cũng được nữa. Trái độ em đặt ở trên nào biết cái biết cũng được. Tẩy cò em lên. Đó rồi. Chính xác là 18 luôn đó. Đủ bé ngộ nó mới bán 2 ngày trước có 5 gửi rồi. Mới nhổ vừa rồi lên 18 ngàn. Đó, bữa đổ 3 ngàn. Đổ theo 7 ngàn đó. Dạ. Ê, đây đây đây. Trong đó có thằng có gỉ nữa hay gì đó. Ui, hai cái giò luôn. Miết đi, miết bỏ, miết bỏ đây. Tới luôn lại. Một con cá chơi. Hai con cá giò. Nghe đủ bên trộm trộm nghe trước lỗ gạt cho nó đó. Thấy dập đó, không có chơi luôn nè. Cái giò cũng con được không nha. Vừa ăn. Cái giò nó cũng rồi đó. Này có người đứng vớt nữa mà không? Có cái vợt. Nguyên bay luôn kìa. Bay gì nó đạt gì đâu mà. Ngon. Bắt đầu cả tắn vậy đó. 10 cái cá trôi à. Đạt cỡ đó. Cái cũ không? Má đẹp, bất chấp.